Chào mừng các bạn đã đến với kênh Minh Vlog Phong Thủy Tử Vi. Hôm nay tôi chia sẻ với các bạn một video về tử vi 12 con giáp. Top 4 con giáp ngây thơ dễ bị lừa gạt về tình và tiền vào cuối năm. Những con giáp có tên sau đây cần đề phòng lừa gạt. 1. Tuổi Tuất. Người tuổi Tuất rất dễ tin tưởng bạn bè, chỉ cần nghe nói đối phương có vài câu là họ đã xác định người này là bạn tốt của mình. Dễ dàng dốc bầu tâm sự kể về người khác chuyện của mình, nhưng thực sự người khác không hề quan tâm tới họ. Trừ phi có mang lại lợi ích cá nhân gì đó, hết giá trị lợi dụng, họ sẽ bị đối phương đâm lén sau lưng. Bạn bè tuổi Tuất rất nhiều nhưng họ không biết phân biệt bạn tốt, bạn xấu mà đối xử tất cả như nhau, thành ra dễ bị người khác lừa gạt, dùng vai trò bạn tốt để lừa. Người tuổi Tuất hoàn toàn không cảnh giác gì cả. 2. Người tuổi Mùi. Bản tính ngây thơ, thiện lương, lại yêu giúp đỡ người khác, tuổi Mùi rất dễ bị lừa gạt. Đáng sợ là tuổi Mùi còn dám bỏ ra nhiều tiền, thậm chí đem cả bản thân để giúp đỡ một kẻ xa lạ. Nên nói tuổi Mùi thiện lương còn là ngu xuẩn đấy. Năm nay tuổi Mùi sẽ bị người quen đâm lén sau lưng, lừa gạt một vố thật to, nhưng cũng may mắn được người khác giúp đỡ. Hãy rút kinh nghiệm từ lần này để lần sau còn bị lừa sẽ không có người khác giúp đỡ nữa đâu. Chuyện tình cảm của người tuổi Mùi năm nay cũng cần chú ý, nếu không cẩn thận bạn sẽ bị phụ tình lúc nào cũng không hay. 3. Tuổi Thìn. Có nhiều người rất ngờ vực sự lương thiện của người tuổi Thìn, nhưng ngoài một số ngoại lệ ra, người tuổi Thìn bản tính thực sự rất thân thiện, đều chỉ hy vọng điều tốt cho người khác. Nhưng với tính cách như vậy, họ rất dễ bị đâm sau lưng, cũng khó trách vì người tuổi Thìn thật sự tỏa sáng. Năm nay người tuổi Thìn bị ganh ghét, ghen tị nên hãm hại, đừng nên nghĩ ai cũng bổn thiện, dù thiện thế nào cũng có kẻ ác đấy. 4. Người tuổi Mão. Người tuổi Mão thông minh, nhạy bén, có khả năng quan sát và đánh giá vấn đề rất tốt, cộng với lối sống đơn giản, lương thiện, trọng chữ tín, con giáp này rất dễ chiếm được lòng tin của mọi người. Bản thân họ cũng khá tin tưởng vào khả năng phán đoán của mình, nên thường mắc chứng chủ quan, dễ rơi vào bẫy của người khác. Để tránh rơi vào tình huống khó xử, tuổi Mão nên học cách tiết chế bản thân hơn nữa. Tự tin vào bản thân là một yếu tố quan trọng, nhưng nếu thái quá, không nghe ý kiến của người khác lại là điều không nên. Bởi người chịu thiệt thòi cuối cùng chính là bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Các bạn có thể nhấn like và đăng ký kênh để sớm nhận được video mới nhất. Chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc.